Ngọc Anh xin kính chào tất cả các quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới quý vị hai căn nhà mới nhất tại Đông La, Hoài Đức. Với hai cái căn nhà này diện tích là 50m², mặt tiền 3m6, chiều dài gần mới 14m, hướng nhà là hướng Tây Nam. Ngõ trước nhà, ngõ thông, ô tô nhỏ đi qua, cách với lại trục chính đường ô tô to thì nó rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 30m. Và với cái thiết kế của ngôi nhà này vừa mới chuẩn chỉnh xong hết, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá ngôi nhà này. Thiết kế rộng rãi, phù hợp với lại hộ gia đình nào thích diện tích rộng, giao thông đi lại thuận tiện. Và đây là vị trí ngôi nhà. Từ vị trí ngôi nhà này gần như là gần với lại trạm bơm Yên Nghĩa, gần với lại cuối Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, gần với khu đô thị Đô Nghĩa, gần với trường đại học Phenica, gần với ngã tư Lê Trọng Tấn. Nói chung là địa phận thì là thuộc Hoài Đức, tuy nhiên nó giáp với lại bên Hà Đông, giáp với lại khu đô thị Đô Nghĩa quý vị ạ. Đây ngoài đang đứng là phần tầng 1, ở đây thì có sân cổng riêng thực tế cho quý vị nhé. Đó, sân cổng riêng, phần để xe được lát một loại gạch riêng chống trơn. Với cái phần cổng thì được thiết kế là đây là sắt sơn tĩnh điện quý vị nhá, rất là chắc chắn, an toàn. Đó, và có mái đây mọi người này. Với cái căn nhà này thì thiết kế rộng như thế nào, mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể tầng 1 của ngôi nhà. Nơi Ngọc Ánh đang đứng là phần phòng khách. Với cái phần cửa đây, thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp cho quý vị, cửa chính của ngôi nhà. Và với cái căn nhà này thì quý vị chỉ việc xách vali về và ở ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh trao tay. Giá Ngọc Ánh sẽ để ở dưới phần miêu tả của cái video này, cho nên quý vị có thể bấm vào cái phần miêu tả ở phía bên dưới cái phần bình luận để quý vị xem được cái giá cả. Tại vì sao em phải để ở dưới giá? Bởi vì là chủ đầu tư có thể là điều chỉnh xuống hoặc là lên một chút, hoặc là xuống thì là Ngọc Ánh sẽ chỉnh sửa ngay ở trên đó cho quý vị. Tất cả giá bán luôn luôn công khai đến tay khách hàng, quý vị hoàn toàn yên tâm. Giá bán thứ nhất cam kết là công khai, thứ hai là giá bán là giá trực tiếp của chủ đầu tư đưa ra tới tay khách hàng, thứ ba sổ đỏ chuẩn chỉnh, pháp lý chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu, nên mọi người hoàn toàn yên tâm về cái tính pháp lý của từng ngôi nhà Ngọc Ánh quay lên cho quý vị. Và với cái thiết kế của ngôi nhà này đây, phòng khách tương đối là rộng, có cửa sổ thoáng mở ra phía bên ngoài, hồ sơ điện nước đầy đủ. Ở đây thì có hai căn thôi mọi người ạ, vừa mới hoàn thiện xong nên hiện tại vẫn còn cả hai căn, chưa bán căn nào tại thời điểm ngày hôm nay Ngọc Ánh quay cho quý vị. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, gạch lát nền kích thước gạch 60-60, màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Sau đây ngoài xin mời mọi người theo em và tiếp theo phần phòng bếp của ngôi nhà. Với căn nhà diện tích rộng, thoáng trước thoáng sau, đây là cái phần không gian phòng bếp cho quý vị. Không gian phòng bếp đằng sau có khoảng lưu thông không đây mọi người ơi, khoảng lưu không này quý vị có thể thiết kế rất là hợp lý. Ở đằng sau này mọi người có thể chế biến đồ tươi sống rất là hợp lý trong một cái không gian bếp mà thiết kế đồ sống ở bên ngoài. Đây, cửa sắt kéo ra kéo vào, tiết kiệm được cái diện tích, đồng thời này rất là thoáng và hút gió quý vị nhá. Đó, với lại không gian toàn bộ tủ bếp tương đối là rộng. Với phần tủ bếp thiết kế toàn bộ ở đây là gỗ MDF, mặt bếp thì là ốp đá ốp bếp, và đây chậu rửa vòi rửa mọi người có thể nhìn thực tế. Chất lượng chủ nhà thiết kế rất là chỉn chu và ổn áp nha. Đó, căn nhà này thì không lỗi bất kỳ một cái phong thủy nào, cho nên quý vị đến xem hoàn toàn yên tâm. Nhà Ngọc Ánh review và quay như thế nào thì quý vị đến xem là y như vậy. Không gian phòng bếp đây quý vị có thể kê một bộ bàn ăn 6 ở đây tương đối là hợp lý. Ngoài cái phần sân riêng này, phòng bếp này thì ở đây thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng cái công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, đó, lavabo rửa tay và máy bơm nước tổng lên trên các tầng sử dụng. Hệ thống tay vịn cầu thang, cổ trụ cầu thang thiết kế ở đây toàn bộ là gỗ, mặt bậc cổ bậc cầu thang ốp đá đen, cổ trắng. Như vậy Ngọc Ánh đã review cụ thể vị trí này cũng như là cái thiết kế ở tầng 1 của ngôi nhà rồi. Sau đây mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà nhé. Trên đây là phần tầng 2 của ngôi nhà nha quý vị. Hành lang đi vào rất là rộng. Đây là cái phần ở đây có cửa sổ để lấy ánh sáng. Tiếp theo thiết kế hai phòng ngủ thoáng trước thoáng sau cho quý vị. Đây, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Các phòng ngủ thì được thiết kế ở đây là sàn gỗ.
Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, hai phòng ngủ tương đối rộng. Cửa thông phòng thiết kế là cửa nhôm nghệ Việt Pháp. Đó, đây là căn phòng ngủ phía bên trong. Mời quý vị theo em sang căn phòng ngủ phía bên ngoài. Đây là phòng ngủ ở phía bên ngoài, có ban công mở hướng ra phía bên ngoài cho quý vị, rất là thoáng. Đó, hệ thống trần thạch cao, cửa sổ thoáng hai bên, thoáng trước thoáng sau. Đây là phần ban công, dân cư xung quanh đông đúc, hàng xóm thân thiện, vị trí gần với chợ trường phường trạm, giao thông đi lại thuận tiện. Đó mọi người ạ, hệ thống trần thạch cao, đèn led, tất cả các phòng đều được thiết kế rất là chỉn chu. Phòng vệ sinh sử dụng ở phía bên ngoài đây, cho hai phòng ngủ trước và sau. Đây là phần phòng vệ sinh mọi người ạ. Trong phòng vệ sinh này thì được ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần, rất là sạch sẽ, đầy đủ quạt hút mùi, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, tất cả các thiết bị vệ sinh đều đầy đủ cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Và sau đây xin mời mọi người theo em lên khám phá các tầng tiếp theo. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Trên phía tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị ở đây một ô giếng trời để lấy thoáng số khu vực cầu thang. Đã có giếng trời rồi mà ở đây vẫn không quên lắp đặt thêm một chiếc cửa sổ quý vị nha. Và ở trên tầng 3, tầng cuối cùng thiết kế như sau. Trên tầng 3 thiết kế cho quý vị ở đây một phòng thờ riêng. Đây nha. Đây là thiết kế phòng thờ riêng của ngôi nhà, có cửa này, có cửa sổ này, có cửa thông phòng này. Đó. Tiếp theo, máy đang đứng ở đây là phần sân phơi. Đây, tương đối rộng rãi thoáng quý vị nhé. Mọi người ạ, đấy, đầy đủ cái khu vực để máy giặt. Và trên phía tầng 3 thì thiết kế cho quý vị một phòng ngủ, một phòng vệ sinh nữa. Thiết kế công năng quá là hợp lý đúng không ạ? Một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài đây. Đây, phòng ngủ ở phía tầng 3 cho quý vị. Như vậy, với cái căn nhà này, thiết kế 3 tầng ngủ, phòng nào cũng thoáng mát, ánh sáng ngập tràn tự nhiên vào không gian phòng. Giá bán thì Ngọc Ánh đã chia sẻ ở dưới phần miêu tả, cho nên quý vị vui lòng bấm xuống dưới phần miêu tả để có thể xem giá bán. Không phải em không nói được quý vị ạ, mà có những thời điểm chủ đầu tư, ví dụ em đang trả 3 tỷ, mà có những thời điểm chủ đầu tư người ta giảm xuống 50 triệu chẳng hạn, thì em chỉ cần chỉnh sửa giá thôi để quý vị có thể biết rằng là cái giá đấy hiện tại thời điểm đấy là bao nhiêu mọi người nhá. Cho nên là mọi người hoàn toàn yên tâm về cái cách làm việc của Ngọc Ánh ạ. Đó, đây là phần phòng vệ sinh sử dụng ở phía ngoài tầng 3. Như vậy Ngọc Ánh đã review xong hết với cái ngôi nhà diện tích 50m, thiết kế 3 tầng, vị trí là thuộc Đông Lao, Hoài Đức như thế nào. Mọi người muốn tìm hiểu cụ thể và đi xem nhà thực tế thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.